Xin kính chào các bạn. Tiếp tục trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình các đối tượng cửa đi, cửa sổ cho căn phòng mà chúng ta đã tạo ra trong bài học lần trước. Đây là căn phòng mà chúng ta tạo ra với 4 bức tường cũng như diện trần và diện sàn. Bây giờ để tạo ra các đối tượng cửa đi, cửa sổ, các bạn sẽ kích vào 3D Editor. Sau đấy các bạn sẽ lựa chọn diện tường mà các bạn sẽ đặt đối tượng. Sau khi lựa chọn xong, các bạn chọn vào Draw, chọn Insert to Object, phím tắt là phím Insert trên bàn phím. Ví như các bạn muốn thêm đo, tức là cửa đi, các bạn sẽ chọn đo ở đây và điền cho nó các thông số, ví như là kích thước 1800, chiều cao 2m2. Mục Center Point sẽ xác định vị trí của chiếc cửa đi nó nằm trên bức tường bao nhiêu và mình sẽ cho nó mặc định. Các bạn kích vào OK. Ngay lập tức chúng ta đã tạo ra được một chiếc cửa đi ở đây và các bạn có thể về Visualize để xem xét. Các bạn có thể về 3D Editor, chọn đối tượng cửa đi và sử dụng lệnh Mover để di chuyển. Mình sẽ kích vào điểm trên chiếc cửa và di chuyển nó. Các bạn hoàn toàn có thể để ý cái thông số ở đây. Đấy, các bạn có thể đánh cho nó cái thông số, ví dụ như là mình cho nó một khoảng di chuyển là một khoảng 3300. Mình Enter. Đấy, chúng ta đã di chuyển với chiếc cửa lại vị trí này. Tiếp theo, để tạo đối tượng cửa sổ, các bạn cũng chọn bức tường nơi sẽ chứa chiếc cửa sổ của chúng ta. Các bạn chọn Draw và các bạn chọn Insert to Object như lần trước. Ở đây mình sẽ chọn Window và các bạn sẽ cho nó cái thông số, ví dụ như là độ rộng 2400, chiều cao 1200 và cái khoảng cách từ chiếc cửa sổ đến sàn sẽ là 900, cao độ 900. Center Point mình cũng để mặc định và mình kích vào OK. Chúng ta đã tạo ra được một chiếc cửa sổ nằm trung tâm của bức tường như thế này. Mình sẽ về Visualize. Đấy, các bạn xem, chúng ta đã tạo ra được một chiếc cửa sổ. Ngoài ra, các bạn cũng có thể kích vào 3D Editor và các bạn kích vào bức tường. Chúng ta có một cách khác để tạo đối tượng cửa đi, cửa sổ bằng cách trượt phải và mình kích vào Insert, chọn Choose Object. Mình sẽ chọn vào Window chẳng hạn, mình sẽ cho nó là 1500, các thông số khác giữ nguyên, mình kích vào OK. Mình đã tạo ra được một chiếc cửa sổ tương tự nằm trên bức tường này. Lúc nãy mình đã di chuyển bằng lệnh Mover. Bây giờ các bạn có thể di chuyển theo các phím X, Y, Z tương ứng với các chiều OX, OY, OZ. Hiện tại chiếc cửa sổ đang nằm trên trục của bức tường là trục OX. Các bạn có thể ấn X để di chuyển nó như thế này, các bạn thấy. Và có thể giữ Shift để đảo chiều. Và các bạn thấy rằng chúng ta sẽ di chuyển với một khoảng cách, mỗi lần ấn phím là cái khoảng cách mà chúng ta thiết lập ở đây. Đấy. Chúng ta sẽ di chuyển nó như thế này. Đấy. Ngoài ra các bạn cũng có thể copy, tạo ra các đối tượng khác. Ví dụ như mình muốn copy cái đối tượng cửa sổ này ra những cái vị trí đầu này, thì mình sẽ sử dụng lệnh Mover. Các bạn lưu ý sẽ kích chọn vào biểu tượng Apply to Copy. Nếu các bạn không thích chọn nó thì các bạn sẽ chỉ là di chuyển đơn thuần. Còn nếu các bạn kích chọn Apply to Copy, chúng ta sẽ copy đối tượng. Và các bạn sẽ kích vào điểm trên chiếc cửa sổ, kéo nó ra. Tương tự các bạn cũng có thể điền thông số ở đây, DX. Đấy. Chúng ta sẽ điền cho nó thông số là 2000. Các bạn Enter. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được một chiếc cửa sổ mới từ cái phiên bản chiếc cửa sổ cũ. Mình sẽ làm lại. Ở đây mình sẽ chọn Move, kích vào Apply to Copy, kích vào điểm của chiếc cửa sổ, kéo ra như này, đánh cho thông số là 2000 để di chuyển theo trục OX với khoảng cách 2000. Mình kích Enter, đánh Enter. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được một chiếc cửa sổ mới như thế này. Mình sẽ về Visualize để kiểm tra. Các bạn thấy rằng chúng ta đã có một căn phòng với hệ thống cửa đi, cửa sổ như chúng ta mong muốn. Và các bạn dễ dàng thấy rằng đó là cửa đi nó sẽ đặc. Đấy. Còn những chiếc cửa sổ nó sẽ đục rỗng để có thể nhìn xuyên vào bên trong. Ngoài ra các bạn cũng có thể tạo ra các đối tượng cửa đi, cửa sổ bằng các công cụ ở đây hoặc ở đây, cũng như kích chuột phải chọn Insert và ở đây. Những công cụ này các bạn có thể tự tìm hiểu và mình sẽ giới thiệu trong các clip khác. Còn những cái gì mà mình đã hướng dẫn trong bài học hôm nay, những cái công cụ bằng công cụ Insert to Object
thì là những công cụ mà đơn giản nhất để giúp các bạn có thể tạo ra những cái đối tượng cửa đi, cửa sổ một cách chính xác và dễ dàng. Trong bài học lần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mái cho cái căn nhà này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.